Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, ông Lê Quang Hào bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ khỏi Đảng. Quyết định được đưa ra tại kỳ họp thứ 46 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 7. Cũng tại kỳ họp này, cơ quan kiểm tra cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VEC. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VEC nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính, kịp thời bố trí công tác khác đối với các ông Mai Tuấn Anh, Trần Văn Tám. Trước đó, tại kỳ họp thứ 44 đầu tháng 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy VEC bị xác định vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, để nội bộ lãnh đạo mất đoàn kết nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc. Những vi phạm trên bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định gây hậu quả nghiêm trọng. Hai ông Mai Tuấn Anh và Trần Quốc Việt chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm trên. Cùng chịu trách nhiệm có ông Trần Văn Tám, Nguyễn Văn Nhi và Lê Quang Hào. Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy VEC và những cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Tổng Công ty đến mức phải xem xét kỷ luật. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam được thành lập năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng, bao gồm 50 tỷ vốn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu từ bán quyền thu phí hai trạm cầu Rẽ và cầu Phú Đồng trong 10 năm. Nhiệm vụ đầu tiên Bộ Giao thông Vận tải giao cho doanh nghiệp này là đầu tư dự án cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình dài 50 km bằng vốn điều lệ và vốn phát hành trái phiếu công trình do chính phủ bảo lãnh. Ngày 11 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Quang Hào về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 298 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quyết định tố tụng với ông Hào được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VEC bị khiển trách.